Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 25 ngày 26 tháng 11 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Mở đầu bản tin sẽ là thông tin thời tiết các vùng biển trong tỉnh. Đêm nay và ngày mai, thời tiết ở các khu vực miền Đông, miền Tây và thành phố Hạ Long phổ biến nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ giao động trong khoảng từ 18 đến 27 độ. Ở vùng biển ngoài khơi bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động trên ngư trường. Dự báo không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 3 cấp 4, sóng cấp 2 cấp 3, tầm nhìn xa 10 km, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 20 đến 26 độ. Vừa rồi là tình hình thời tiết các khu vực trong tỉnh, có bây giờ chuyển sang thông tin thời tiết các vùng biển trên cả nước. Đêm nay và ngày mai, các tỉnh vùng núi và Trung Du Bắc Bộ thời tiết ít biến đổi, dự báo không mưa với nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 16 đến 19 độ tại vùng núi. Còn các tỉnh đồng bằng và ven biển Bắc Bộ về đêm và sáng sớm, tiết trời xe lạnh với nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 19 đến 21 độ. Trong ngày mai, thời tiết mát mẻ cả ngày với nhiệt độ trưa chiều, dao động trong khoảng từ 25 đến 28 độ. Mưa rông xu hướng tăng trở lại tại khu vực miền Trung và dự báo từ Thanh Hóa trở vào đến Hà Tĩnh. Trời nhiều mây có mưa rào trong ngày, nhiệt độ giao động trong khoảng từ 23 đến 26 độ. Trong khi đó, mưa vừa đến mưa to sẽ xuất hiện nhiều tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa. Mưa tập trung tại các tỉnh như Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng ở các khu vực trũng thấp và các khu vực đô thị. Còn về nhiệt độ ở khu vực Trung và phía Bắc của Nam Trung Bộ, cao nhất cũng chỉ trong khoảng từ 25 đến 28 độ. Các tỉnh còn lại thuộc Ninh Thuận và Bình Thuận, đêm nay và ngày mai cũng có mưa rào gián đoạn, nên nhiệt trưa chiều giảm nhẹ so với ngày hôm nay trong khoảng từ 29 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ dự báo sẽ nhiều mây hơn, có mưa rào rải rác trong đêm nay và lặp lại vào trưa chiều mai. Vùng mưa tập trung tại phía đông của Tây Nguyên và ven biển của Nam Bộ. Nền nhiệt tại các tỉnh thành phía Nam có xu hướng giảm nhẹ. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 26 đến 29 độ tại vùng Tây Nguyên, còn khu vực Nam Bộ giao động trong khoảng từ 30 đến 32 độ. Chuyển sang thời tiết biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét biển động mạnh. Còn vùng biển phía Bắc của khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển phía Tây của quần đảo Trường Sa và vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 5 mét biển động mạnh cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Ngoài ra, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vùng biển phía Nam, khu vực Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông mạnh. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8.